Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Chúng ta lại gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 13 tác phẩm truyện tâm lý xã hội đen, đất dữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Vẫn xin chút ít thời gian của quý vị khán thính giả. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một like, một comment cảm xúc cũng như là một nút chia sẻ sau khi nghe hết được tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 13 Đất Dữ qua giọng đọc Đình Duy. Sau một đêm ngủ chập chờn, Lo Thi Hợp uể oải ngồi dậy nhưng chưa bước xuống giường thì ngồi suy nghĩ về nhiều thứ trong tâm trạng bất an. Dù sáng nay khai trương quán bún chả Điện Biên tại địa chỉ mới thì vẫn bình chân như vậy, do biết chưa đến giờ xuống bán hàng nên không vội. Mọi việc dưới đó có con bé Thắm cùng một nhân viên phụ trách nhận bún và rau cùng thịt, do vậy thì ngồi lo việc khác. Sau buổi ăn dỗ đầu gã chồng vấn số của thị, lão Khán mất tích đâu không thấy hai ngày liền. Điều đó làm thị đứng ngồi không yên, bởi thị đang mong nhận được câu trả lời dứt khoát. Hôm trước đưa con trai về lại Điện Biên, tình cờ thị gặp lại người quen cũ. Sau vài câu chuyện mang tính thăm dò, gã đó đưa ra một đề nghị hấp dẫn khiến tim của thị như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Vốn là người nhạy bén trong kinh doanh, đặc biệt là khả năng đánh hơi thấy mùi tiền. Do vậy, thị nhầm tính nhanh. Nếu việc lớn thành công, lo gì tiền không tự chảy vào nhà. Sinh ra và lớn lên tại Điện Biên, khi thấy lão chồng người gốc Tàu có buôn bán thuốc phiện, vì thế Lò Thị Hợp dành rẽ mọi đường đi nước bước của những ba lô chứa đầy cơm đen ngày trước. Thời thế đổi thay, mấy năm trở lại đây, heroin được các con nghiện đón nhận. Nó sử dụng tiện lợi và phê hơn nhiều so với ngậm dọc Tàu nằm một xó nhà. Ngày đó, thông qua lão chồng người gốc Tàu, Lò Thị Hợp từng quen mấy gã người Lào chuyên cõng hàng qua biên giới. Thì biết bọn này mỗi lần ôm vài chục bánh heroin có nguồn gốc từ trong những cánh rừng già ở Thái Lan, thậm chí là Myanmar. Có lão chồng đầu tiên dạy cho dăm chữ Tàu làm vốn. Vì thế Lò Thị Hợp đọc được dòng chữ Trung Quốc phía trên mỗi bánh heroin là song sư địa cầu tiêu. Ngay phía dưới có hình hai con sư tử dẫm lên quả địa cầu như bảo chứng cho nhãn hiệu hàng hóa. Dù vụ án ma túy lớn liên quan đến Vũ Xuân Trường gây chấn động dư luận và tốn giấy mực của báo chí, những kẻ cầm đầu đều phải dựa cột tại trường bắn cầu Ngà hồi năm ngoái. Tuy nhiên, đồng tiền có ma lực riêng của nó. Khi thấy lão Khán quay lại làm đại ca giang hồ, Lò Thị Hợp muốn băng nhóm của người tình sẽ đứng ra bảo kê cho những chuyến hàng về xuôi. Nhớ lại hồi lão Khán gò lưng đạp xích lô, thì đâu mong dựa bóng cây tùng, bởi lão như kẻ hết thời vất vưởng bên lề xã hội. Tuy nhiên điều khiến thị si mê đó là khí chất giang hồ, dù lão đã quy ẩn. Chỉ cần nhìn hai cánh tay với những hình xăm là đủ hiểu. Với thị, đàn ông phải như thế mới khiến thị hưng phấn. Lòng tham của con người thường vô độ. Có một, lại muốn có hai. Lò Thị Hợp biết mình là người như vậy. Hồi đầu cặp kè với lão Khán chỉ để thỏa mãn tình dục. Giờ đây thị muốn danh chính ngôn thuận làm vợ, sau đó dựa vào uy danh đại ca của lão để thu lợi cho mình. Đúng lúc cần trụm đầu bàn bạc việc lớn, hoặc nằm kề bên nhau để thị rất mật vào tai. Nào ngờ lão đi đâu mất hút khiến thị đứng ngồi không yên. Trong khi mọi tin tức còn mờ mịt, tự nhiên thị lo sợ lão bị thằng xìu quân Việt cùng lũ đàn em làm thịt không chừng. Bởi giang hồ hiểm ác nên mọi chuyện đều có thể xảy ra. Không muốn ngồi lo nghĩ rồi nhanh già, thì quyết định thay quần áo rồi xuống dưới cửa hàng. Ngày khai trương quán bún chả Điện Biên chưa biết có đông khách như nơi cũ không. Thị chọn bộ trang phục của người Thái nhằm thu hút thêm khách mới. Nhiều khi ăn nhau ở tiên quán, Hà Nội thiếu gì nơi gắn biển bún chả Sinh Từ, phở Lý Quốc Sư. Nhưng bún chả Điện Biên chắc có mình quán của thị. Sau khi thắp hương cho đúng thủ tục, Lò Thị Hợp khoan thai ngồi vào đúng vị trí chuẩn bị bán hàng. Khác với quán cũ, ở đây thị sắm cho mình chiếc đệm vuông bọc vải thổ cẩm để ngồi cho êm mông. Luôn tự hào vì được trời ban cho bộ ngực cùng cặp mông khiến lũ đàn ông chết thèm. Do vậy, thị dành thời gian chăm chút bản thân để níu giữ tuổi thanh xuân.
Chiều này thì học được từ mấy người phụ nữ quen biết. Dẫu biết cái tuổi nó đuổi cái xuân, nhưng thì tự tin mình chưa thể già theo năm tháng. Ít ra vẫn khiến lão Khán mê mệt. Với thị, vậy là quá đủ. Trong đời người đàn bà, sợ nhất là biến thành vô hình trong mắt lũ đàn ông. Nói đâu xa như con đĩ đàm bán miến ngan ở ngay đỉnh Kim Liên đó. Chăm chỉ làm ăn, nhưng đàn ông ghé ăn vẫn thờ ơ, không kẻ nào buông chút tình gọi là. Liếc thấy con bé Thắm sắc diện hồng hào tươi tắn, không như mấy tuần trước. Lò Thị Hợp đoán ngay, chuyện tình bọn trẻ bắt đầu thuận lợi. Tranh thủ quán chưa có khách, thì với Thắm lại hỏi nhỏ, đã làm thịt được Hưng Híp chưa? Nghe câu hỏi sỗ sàng từ bà chủ, Thắm chối đây đẩy rồi chạy qua chỗ khác. Cô sợ đứng gần, khéo bà chủ tiện mồm rồi bày ra đủ thứ. Khác với mấy người phụ nữ cùng tuổi, bà chủ hễ mở miệng bày mưu cho Thắm. Bao giờ việc đầu tiên thường dặn cô phải chén, làm thịt hay úp sọt bằng được người mình yêu. Sau đó đến chiều quăng dây trói chặt. Được ngày mắt rời nên Lò Thị Hợp đâu dễ bỏ dở câu chuyện. Thấy Thắm đang lau bàn liền nói to. Mày giấu sao được cô? Đúng là gái phải hơi trai nhưng thải lại phải cứt chó. Cô nhìn là biết hai đứa xơi nhau rồi. Chỉ không biết đứa nào úp sọt trước. Thắm phân trần yếu ớt. Anh ấy còn yếu nên không cử động mạnh được đâu cô. Thôi, mày đừng lấy vải thưa che mắt Thánh. Thằng Khương dính mấy phát chém vào phần mềm ở trên người, chả liên quan đến việc kia. Khách bắt đầu vào quán. Do vậy câu chuyện ai thịt ai tạm thời chấm dứt. Bởi phục vụ món thịt nướng cùng bia cho khách quan trọng hơn nhiều. Ngồi bán hàng luôn chân luôn tay. Nhưng Lò Thị Hợp không quên hỏi Thắm xem lúc mang đồ ăn sang nhà cho Khương Híp có gặp bác Khán không. Khi biết người tình của mình lận đâu mất tăm hai ngày, trong lòng thị chợt bùng lên sự ghen tuông vô cớ. Thị sợ lão già vui đâu chầu đó rồi bị con nào úp sọt. Lão người tình tiếng là dân đạp xích lô nhích nhác vậy thôi, nhưng gặp lũ đàn bà lõi đời như thị, chỉ cần lướt qua là đánh hơi được ngay của hiếm như mì chính cánh thời bao cấp. Chưa từng thất bại trong tình trường lẫn thương trường, do thế việc lão Khán vắng mặt không một lời báo trước khiến thị bứt rứt khó chịu trong người. Giá như lão Lù Lù xuất hiện trước mặt ngay bây giờ, dù quán đông khách thì vẫn bỏ đấy rồi lôi ngay lên tầng 4. Không phải do ham hố chuyện đó đến phát cuồng, thì muốn bắt lão phải đền bù cho những phút giây lo lắng đến ươn cả người của mình. Đã bận bán hàng, nhưng mày suy nghĩ thì trả nhầm tiền thừa cho mấy người. May là khách quen nên họ nhắc cho thị biết. Lúc bom bia thứ hai gần cạn, Lò Thị Hợp nghe thấy tiếng chuông xích lô quen thuộc. Thị nhoài cả người ra để ngó ra phía ngoài. Đúng như người ta nói, cầu được ước thấy. Lão người tình bằng xương bằng thịt của thị lù lù xuất hiện. Có những chuyện tâm linh khó giải thích được. Trưa nay tranh thủ vắng khách, thị lên căn hộ rồi mở tủ, lấy chiếc áo may ô của lão Khán cho vào chảo nhôm, bật bếp ga. Mặc cho chiếc áo bị rang cháy khét lẹt, thị rắc thêm thìa muối ta rồi lầm rầm réo tên lão Khán. Làm như vậy, theo người mách bảo, dù ở đâu, lão đó sẽ thấy nóng ruột phải quay về. Tưởng chỉ là mẹo vặt, ai dè linh nghiệm hơn cả đi lễ chùa. Dừng xe xích lô ngay gốc cây dâu ra, lão Khán mặt mũi hớn hở như vừa trúng số đề, bước vào. Tự hào vì mải vui chơi, vẫn không quên ngày đến mở hàng quán bún chả Điện Biên của đóa hoa ban núi rừng Tây Bắc. Không muốn người tình uống mấy vại bia cuối ngày cùng đồ nhắm chế biến từ trưa, Lò Thị Hợp đưa tay chỉ lên trời. Lão Khán hiểu ý nên khóa bánh xe xích lô rồi chậm rãi bước lên những bậc cầu thang. Dù sao ngồi uống bia trong căn hộ trên tầng 4, được nghe nhạc vàng sẽ có sự thú vị riêng của nó. Sau hai ngày quần nhau tơi tả với con danh đáng tuổi con mình, hôm nay dù tiếc rẻ, nhưng lão đành chia tay bỏ lạc để quay về mắng lợn, bởi nấn ná thêm ngày nữa, khéo lão không đủ tiền trả cho con mẹ chủ động. Gặp lại người tình sau hai ngày vắng mặt, Lò Thị Hợp thấy như có sự khác lạ, mặc dù thị không rõ hay gọi tên ra được. Phụ nữ vốn có những linh cảm đặc biệt, điều này khó lý giải thành lời. Lúc thấy lão Khán xuất hiện, Lò Thị Hợp đã nhấp nhổm muốn dọn hàng sớm. Trên nỗi, đám thực khách ngồi uống bia ngay sân chơi của khu tập thể không buồn nhấc mông. Được ngày gió thổi mạnh khiến mọi người thấy mát rời nên ngồi lâu hơn. Khi vài bia cuối cùng được rót cho khách xong, mặc cho con bé Thắm ở lại dọn hàng, thì vội mang thức ăn lên tầng 4 trong tâm trạng ấm ức khó tả. Dù quyết định mọi việc để ngày mai giải quyết, nhưng điều khiến thị lo ngại khéo thành sự thật, bởi đàn ông vốn cả thèm chóng chán.
Lúc nãy nhìn khuôn mặt phờn phơ của lão Khán thì càng tin chắc lão đi hú hí ở đâu đó, nên tâm trạng như người nông dân được mùa. Bán hàng cả ngày tuy mệt, nhưng khi ngồi cạnh người tình một lúc thì khẽ lên một tiếng, hóa ra sự khác lạ đó bởi thì người thấy mùi đàn bà còn vương trên người lão Khán. Bỏ qua sự sĩ diện thì ghé mũi người hít hà đánh hơi từ trên xuống, mặc cho lão người tình buông lời thề thốt kiểu thề cá chê chui ống sao lòe được thị. Dù không có bằng chứng trong tay, nhưng thứ mùi đàn bà đậm đặc khiến thị nổi điên. Tuy vậy, lão Khán đâu phải gã chồng úp sọt đã nằm dưới văn điển. Lúc thị vừa định mở miệng đay nghiến cho bỏ hờn, lão lừa mắt khiến mọi việc trở lại trạng thái ban đầu. Do muốn mối quan hệ của mình cùng người tình được sâu đậm và công khai, vì thế thị quyết giải tỏa những thắc mắc trong lòng. Kẻo để lâu cứ trâu hóa bùn, khéo rồi hòa cả làng. Trong lúc lão người tình ngồi uống bia, Lò Thị Hợp bắt đầu căn vặn về chuyến du hí bất thường. Thì đoán lão dành hai đêm quần nhau với con bớp bẩn nào đó, hoặc sang lắm thì vỡ được con bò lạc ngoài bến xe. Đó là nguyên nhân khiến thị tin chắc mùi đàn bà nồng nặc chưa thể bay hơi. Nếu bình thường chắc thì mặc xác, nhưng đất chung giường nên cần rõ ràng. Ngộ nhỡ lão mang bệnh lậu về thì xong đời con ong. Không buồn thanh minh hay giải thích, lão Khán im lặng ngồi núp cạn mấy lon bia, xơi gọn đĩa thịt bò xào hành tây. Sau khi dùng đôi đũa quệt ngang miệng, lão ợ lên một tiếng rồi lạnh giọng nói: "Mẹ kiếp, yêu chó đâm chó liếm mặt, cô định ganh đua với loại tam khoang tứ đốm hay sao mà đánh hơi kỹ thế?" Nhưng em ngửi thấy mùi đàn bà nồng nặc. Ngày trước lão Khán ghét nhất mụ vợ hay lèm bèm, thậm chí sành ra là ý kiến. Đối phó với sự nói ra như vậy, lão thường liệng nguyên mâm bát ra sân, như vậy đói dã họng cho ngậm miệng. Từ ngày vợ lão được bên công an mời đi ăn dưỡng dài hạn tận 15 năm, lão chọn căn hộ trên tầng 4 là nơi tá túc. Những tường đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc phải khác. Ai ngờ ăn cơm phố và dùng nước máy thủ đô nhiều, nên nhiễm luôn mọi thói hư tật xấu, y chang mụ vợ của lão. Thói đời, nếu nhịn, sẽ càng bị lấn lướt. Chưa có gì ràng buộc mà em dân tộc định quản lão cả khoản tươi mát. Như vậy quá hỗn và không chấp nhận được. Để chấm dứt việc nói mãi chủ đề nhỏ nhặt này, lão Khán đứng dậy cởi luôn bộ quần áo đang mặc trên người cùng chiếc quần đùi ném về phía người tình rồi nói như quát: "Mày ngửi hết bộ quần áo xong ra đây ngửi lại người tao lần nữa. Nếu cần, ngày mai tao cho mày đi bác sĩ đục xoang mũi để ngửi cho thính." Bất ngờ thấy người tình trở mặt xưng mày tao và ném quần áo cho mình ngửi, biết già néo sẽ đứt dây, nên Lò Thị Hợp vội khóa mồm mình lại. Sống cùng trong con ngõ nhỏ nhiều năm thì đâu lạ gì màn quăng mâm bát thường xuyên, chưa kể việc lão Khán kẹp cổ con Lý Hường la sát vào háng không cho cựa nổi. Nếu hôm nay nói tiếp, khéo lão nổi điên quay ra xử mạnh tay không chừng. Dù muốn nói tiếp nhưng thì đành tự nhủ: "Thôi, lùi một bước còn thấy được biển rộng trời cao, càng quá đâm hóa công cốc." Khổ nỗi bao lâu nay thì chăm chút vỗ béo cho người tình, đột nhiên mấy con đĩ đành hanh đỏ mò được hưởng giáo. Đến một lúc nào đó khéo thị tiếc rẻ ngồi khóc hờ như ngày gã chồng lăn ra chết không chừng. Đặt cốc nước chanh trước mặt người tình, Lò Thị Hợp vội bưng mâm bát vào bếp để dọn dẹp. Lúc này thì mong lão uống cốc nước chanh mát lạnh cho hạ hỏa. Từ trong bếp ngó ra, thấy lão người tình vẫn không thể mặc quần áo, thậm chí còn hiên ngang đi lại trong buồng, thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ít ra đồ đạc trong nhà chưa có món nào bay xuống sân, còn không mặc gì lại đúng mong ước của thị. Không dám nói ra, tuy thế thị sợ nhất lão người tình nổi cơn tự ái đùng đùng bỏ về. Gặp cảnh đó còn buồn hơn bố chết. Trời chưa sáng, nhưng có nhiều người rủ nhau đi tập thể dục để nâng cao sức khỏe. Từ khu tập thể Kim Liên, họ đi sang bên công viên Thống Nhất rồi đi bộ vòng quanh hồ Bảy Mẫu. Không có nhu cầu tập luyện, Lò Thị Hợp thức giấc bởi lý do khác. Đêm qua, dù phòng ngủ mát rượi do vừa lắp máy điều hòa một cục mua rẻ, nhưng thị không sao ngủ sâu giấc. Thì nằm ngẫm lại, đúng là khôn quá hóa dại. Giá như vẫn ngon ngọt, khéo lão người tình phải nề phục. Vậy nhưng trong lúc nóng giận, thị nói quá nhiều, đâm dở đủ đường. Không bận tâm giang hồ đang dậy sóng, thì biết có đốt đuốc 7 ngày, chẳng thể tìm nổi một kẻ phong trần, bản lĩnh như người tình. Đó là chưa kể đến khoản hò kéo pháo không chê vào đâu được. Thời điểm này người tình đang làm đại ca, nên thị biết mấy kiểu ghen bóng ghen gió sẽ phản tác dụng. Trong khi hơn lúc nào hết thì cần lão tham gia chuyện làm ăn. Nhằm chuộc lỗi vô duyên nói nhiều của mình, chưa đến 7 giờ sáng,
Lò Thị Hợp vội xách cặp lồng đi xuống dưới nhà. Thị chọn hàng phở bò ngon nhất khu để mua rút tái nạm cùng mấy thanh quẩy. Không có điều kiện học nhiều, tuy thế do hay đọc mấy tờ báo của người đi bán dạo, Lò Thị Hợp nhớ được một câu nói của bọn Tây. Đại loại là con đường ngắn nhất đến tình yêu là đi qua dạ dày của người đàn ông. Trung thành với phương châm đó, thì nấu những món ngon phục vụ với niềm tin, kể cả sống cùng mụ vợ già cuối ngõ, đời lão khán chưa chắc được đụng đũa vào những món như thế. Không hẳn là cao lương mỹ vị, tuy nhiên món ngon kiểu Thái, kinh kết hợp chỉ mình Thị làm được. Đó là một trong những bí quyết trói chân người mình yêu. Đương nhiên phải kết hợp cả chuyện dừng chiếu, chẳng may thiếu một trong hai thứ sẽ nhạt ngay. Lò Thị Hợp sang sái múc phở ra bát, bày quầy ra đĩa kèm tương ớt, hạt tiêu và 1/4 quả chanh. Sau đó vén rèm tắt điều hòa, Thị nhẹ nhàng nói, mình sẽ ăn sáng cho nóng. Bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, lão khán nhếch mép cười vì thấy đóa hoa ban ăn nói nhẹ nhàng tình cảm, như vậy chứng tỏ đã biết sợ. Tối qua nếu Thị làm căng, lão sẽ đập ra bã rồi cho ngồi đó mà mơ úp sọt. Vẫn giữ khuôn mặt lạnh như kem, lão khán ngồi thưởng thức bát phở bò. Đây là món khoái khẩu của lão. Riêng với phở gà, lão chỉ ăn hương ăn hoa. Còn các món chế biến từ thịt bò, lão có thể xơi quanh năm không chán. Đồ ăn ngon khiến lão không còn bực tức. Mấy lon bia giải khát tối qua đã theo dòng nước tiểu trôi xuống cống. Nhằm tránh tình trạng chiến tranh lạnh, xơi xong chiếc quẩy cuối cùng, lão khán đưa tay vỗ vào cặp mông như lồng bàn úp của em dân tộc, rồi cười khùng khục làm lành, tiện thể lau luôn chỗ mỡ nhờn. Không hiểu sao, tự dưng lão thích ý tưởng xăm bông hoa ban vào mông người tình. Nghĩ vậy thôi, nhưng lão biết có đợi đến mùng thất, chắc em này đời nào chấp thuận. Đeo chiếc đồng hồ SK mặt lửa vào cổ tay, lão khán kiên nhẫn lắng nghe em dân tộc nói về những mối làm ăn quan trọng. Cho đời việc như khuân được nhiều tiền của thiên hạ, e rằng sự nguy hiểm sẽ theo cấp số nhân. Dù không trực tiếp buôn bán heroin, nhưng đứng ra bảo kê vẫn là tiếp tay, sẽ khó thoát tội. Châm lửa hút điếu thuốc, lão khán lim dim mắt suy tính đường đi nước bước. Tiền nhiều ai chả thích, tuy thế lúc dựa cột thì đống tiền đó vô giá trị. May ra người thân hóa cho vài tập tiền âm phủ. Sự thật luôn phũ phàng đến tàn nhẫn là vậy. Nhằm trả công cho sự tận tâm của người tình, lão quyết định chấp nhận đi gặp mấy đối tác được em vừa giới thiệu. Dẫu biết muốn kiếm tiền, phải có máu liều, nhưng lão quyết không tham tiền đến ngu muội. Bà vợ của lão là điển hình cho việc đó. Suy nghĩ giây lát, lão ôn tồn thông báo. Mình thu xếp cuộc gặp mặt với đám người đó. Hãy chọn ngày cuối tuần là thích hợp nhất. Sau một ngày ngược xuôi nơi phố cổ, lão khán hài lòng bởi không còn bóng dáng lũ đàn em tép diêu của thằng xỉu quân phiệt lợn lờ. Thay vào đó là những gương mặt quen thuộc dưới sự điều hành của Bình Lác cùng Tiến Minh. Như vậy, việc lão sai dọn sạch bọn đó được thực hiện triệt để. Định yên hồn trong địa bàn chật hẹp, nhưng cơ đã tới, không bung ra, sẽ bị bọn khác chen vào. Việc của thằng xỉu quân phiệt là minh chứng rõ nhất. Có lẽ trong mắt của nó, lão là tay đại ca giang hồ hết thời. Nhưng thằng đó bình sinh là đầu đất, may được máu liều kéo lại, nên ngoi được lên làm đại ca. Bằng việc huy động những huynh đệ vào sinh ra tử một thời, lão muốn nó hiểu rõ câu, gừng càng già càng cay. Từ sâu thẳm trong suy nghĩ, lão biết mỗi lần xong một việc lớn, con đường hoàn lương của lão như dài thêm về phía chân trời. Bằng việc đoạt mạng sống của xỉu quân Việt, có lẽ bàn tay của lão tanh mùi máu đến tận cuối đời. Dù không muốn nhắc đến, nhưng lão thấy chữ sát nhân dành cho mình là thích hợp. Buồn nỗi bà vợ mê muội của lão hiện đang thụ án tù vì tội đó như sự trêu ngươi của số phận. Dù đã làm lành với đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc, tuy nhiên lúc hoàng hôn buông xuống, lão khán không ghé quán bún chả Điện Biên uống dăm vại bia lạnh. Thay vào đó, lão quyết định ghé hàng bia ngay đầu phố Khâm Thiên gần chỗ chắn tàu. Đối với lão, vấn đề không phải là tiền. Nếu uống bia chỗ người tình, không mất một xu, thậm chí những đĩa thức ăn đầy có ngọn được bưng ra. Sau khi đã ngất ngường, còn được phục vụ chuyện tình dục một cách cuồng nhiệt. Nhưng lão không về đó vì muốn ngầm cảnh cáo thêm lần nữa. Kiểu nói dài, nói dài thành nói dại của Thị. Có ngày điên lên, chắc lão đập cho ra bã. Tập xích lô sát vỉa hè, gọi hai vải bia, thêm chục nem chua Thanh Hóa. Lão ngồi thưởng thức từng ngụm bia mắt lạnh. Trời oi nóng, do vậy uống đến đâu, mát đến đó ngay tức thì.
Bóc lớp lá bọc ngoài, lão chấm nem chua vào đĩa tương ớt rồi ăn một cách từ tốn. Quán đúng giờ đông khách nên ồn như chợ vỡ. Chính không khí náo nhiệt nơi đây níu chân nhiều thực khách. Lão Khán nhớ rõ vào năm kia, khoảng tầm trưa mùng 2 Tết, khi nhiều người súng xính diện áo đơn áo kép đi du xuân trong tiết trời se lạnh đặc trưng của xứ Bắc. Ngay chính quán bia này đã có nhiều ông ngồi bù khú cùng nhau. Ngày Tết nhà nào chẳng mâm cao cỗ đầy, rượu bia ê hề. Tuy thế họ thích ra quán để đắm mình trong không khí quá đỗi thân quen. Chưa đến mức bỏ Tết ra đây ngồi uống bia vào ngày Tết, dịp đó lão thích nhâm nhi vài chén rượu cho ấm người. Nếu không chỉ ăn nem và thịt gà, thấy nhạt miệng. Sợi trục chức nem chua cùng hai vại bia đã thấy lửng dạ nên không cần ăn tối đúng giờ. Lão Khán đạp xe chậm chậm về nhà, không ngó ngàng tới em dân tộc đêm nay. Lão biết thói đời, mình càng làm cao, em đó sẽ càng hạ mình, không dám vênh mặt nói hỗn. Riêng việc quần nhau trên giường, không cô thì chợ vẫn đông, có lượn về rừng thì chợ vẫn vui. Đó là lão nghĩ vậy. Tuy thế lão hiểu rõ một việc, ở em dân tộc có nhiều khát vọng và tầm nhìn xa, nếu kết hợp cùng nhau quá được. Muốn mọi việc hanh thông, lão vẫn cần một người phụ nữ bên cạnh. Hiện vị trí đó còn bỏ trống, do bà vợ lão bận múi dưa cà trong trại cải tạo. Đạp con xích lô cà thàng về tới đỉnh Kim Liên, nhìn thấy em Đảm bắt đầu dọn hàng, lão Khán rung chuông rồi buông mấy lời ong bướm. Tiếc quá, vì anh nặng nên không mở hàng cho em được, nhưng có khi tối nay anh giúp em dọn hàng cho đỡ vất vả. Vừa đặt gánh hàng xuống, chưa kịp kéo đèn và chuẩn bị mọi thứ, tự dưng gặp ngay ông khách quen léo nhéo bên tai. Vẫn biết mình là phận nữ, nên tránh sao được việc bị cánh đàn ông ngỡ mờ. Nhưng nói không đúng thời điểm lại thành vô duyên. Dù bực trong lòng vì câu nói, cô Đàm vẫn nhã nhặn trả lời. Vâng, mời bác lại nhà. Chút nữa chậm có khách mở hàng em sẽ phải đốt vía cho nhẹ lòng. Em đốt cháy đúng quần cũng được, Huy anh sẽ ra ngồi ngắm em. Không còn hứng thú lời qua tiếng lại, cô Đàm hất nguyên xô nước ra trước mặt như muốn đuổi lão Khán đi cho khuất mắt. Dù xô nước sạch của cô chưa rửa trước bát nào. Rung chuông báo hiệu trước khi đạp xe rời đi. Lão Khán thầm nghĩ, loại đàn bà ế lại vô duyên như này, rồi chắc mai sau đám họ hàng con cháu phải mua vài trăm gạch để xây miếu thờ bà cô tổ. Nhắc hai người con ăn tối trước, khỏi đợi, lão Khán chui vào nhà tắm rồi xô nước cho mát. Từ ngày mỗi nhà được lắp một đồng hồ nước tận cửa, cảnh xếp hàng ở vòi công cộng chấm dứt, đồng thời những vụ đánh nhau vì chen ngang lấy nước không còn. Cuộc sống thay đổi từng ngày, dù hơi chậm. Trưa nay, lúc ngồi trên phố Phùng Hưng, lão Khán nghe được mấy ông ngồi đánh cờ vỉa hè kháo nhau. Dịp đại lễ ngàn năm của Thăng Long Hà Nội sắp tới, nhiều công trình hoành tráng sẽ được khánh thành sau mấy năm xây dựng. Xét ở tầm vĩ mô, lão chẳng quan tâm, nhưng việc không bị cắt điện luân phiên, có máy nước cùng công trình phụ trong nhà, đó là bước tiến nhìn thấy rõ ràng nhất về chất lượng cuộc sống. Bước lên nhà thấy thằng con rời đánh pha sẵn ấm trà, lão Khán gật đầu vẻ hài lòng. Khi đứa con gái ông giáo Hoạch bập vào thằng con rời đánh của mình, chưa biết chuyện tình yêu của bọn trẻ có nên cơm cháo gì không. Do vậy lão tạm gác thú vui uống trà đàm đạo cùng ông giáo. Dạo này nếu không qua đêm ở căn hộ tập thể trên tầng 4, lão chọn cách pha trà, ngồi độc ẩm cho đến khuya. Giây phút đối diện với chính mình, lão thấy như sống lại cảm giác những ngày còn trong tù. Khi đó nhiều đêm mất ngủ, lão ngồi làm bạn cùng cái bóng mình để tự vấn lương tâm. Đợi ông bố đại ca giang hồ nhấp môi thưởng thức chén trà, Khương Hiếp rụt rè hỏi về việc xử lý thằng xỉu quân phiệt cùng lũ đàn em. Có lẽ thấy sức khỏe dần ổn định, nên y nóng lòng quay lại gây dựng sới bạc. Biết tổng thằng con rời đánh nhấp nhổm vì nằm mãi một chỗ bắt đầu cuồng cẳng, chưa kể con xe Honda 67 màu đỏ vẫn đắp chiếu sau cửa. Không muốn con trai lo lắng nhiều, lão Khán kề vắn tắt việc có tin báo của lũ chim lợn cho biết thằng xỉu quân phiệt cùng mấy tên đàn em thân tín đã nhảy tàu vào Nam. Hình như bọn đó muốn tung hoành ngang dọc ở thành phố sầm uất nhất cả nước. Do xỉu quân phiệt bỏ đi đột ngột, lũ đàn em bơ vơ như tổ bán báo xa mẹ. Không cần phải đối đầu căng thẳng, bọn đó tan đàn xẻ nghé đi tứ tán luôn. Ngắm thằng con rời đánh nằm nhà ăn dưỡng một thời gian, đâm béo trắng. Lão Khán hiểu công lớn thuộc về con bé Thắm. Người không quản mưa nắng, chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho thằng rời đánh. Như vậy nó số hưởng, còn hưởng đến đâu là phúc phần của nó. Thấy trên nhà chỉ có hai bố con, lão Khán nói ngay. Nếu mày yêu con bé Thắm, phải xác định nghiêm túc.
còn muốn yêu chơi yêu bời. Mau phán đi tìm con khác, kẻo bố sẽ khó ăn khó nói với ông giáo. Con định cuối năm sẽ cưới luôn, yêu nhiều tốn thời gian, khéo chả có vị gì. Tùy mày nha, lúc nào cần người lớn nói chuyện thì ới bố một câu, nhớ tìm hiểu kỹ, không sau về sống cùng nhau, lại ném mâm bát ra ngoài sân. Vẫn chưa thật yên tâm, Khương Híp hỏi về vị trí của thằng Tuấn Xuân trong băng nhóm. Dù sao một rừng không thể có hai con hổ, nếu không sẽ xảy ra việc tranh giành. Lúc đó bọn đàn em không biết nghe ai. Đi guốc trong bụng thằng con rời đánh, tuy vậy lão Khán không nói ra vì muốn con trai phải can trường, đâu thể dựa mãi bóng cây tùng. Từ lâu quan sát kỹ, lão hiểu thằng con rời đánh không làm thủ lĩnh được. Tuy thế việc giao cho nó quản sới bạc sẽ vừa tầm. Đây là công việc nói như dân cờ bạc, là tiền tươi thóc thật được cầm và đếm ngay vào lúc tàn canh. Biết sới bạc có nhiều lộc lá, do vậy lão dặn sẵn để con trai quản chỗ đó. Trong băng nhóm hiện nay, duy nhất thằng Tuấn Xuân là rào cản. Ngoài việc tham gia mọi hoạt động đã lâu, thằng đó nhanh nhẹn và có máu liều như sửu quân phiệt. Vì thế lão Khán quyết định giải tỏa nỗi lo giúp con trai mình. Sau khi ngủ béo mặt vì không phải quần nhau với đóa hoa ban, lão Khán vươn mình khoan khoái, bắt đầu mở tủ chọn bộ quần áo cho tươm tất. Nếu đạp xích lô như mọi ngày, lão hay mặc bộ quần áo bộ đội cũ và đội con ổi tàu, đi đôi dép đúc là ổn áp theo cách nói của tụi đàn em. Tuy nhiên hôm nay đi bàn công việc với bọn tộc trên rừng về, lão cần thể hiện uy phong của đại ca nơi phố thị. Xỏ chân vào chiếc quần dằn di, sau đó lão diện áo phông cổ tròn màu cỏ úa. Ngay trên ngực có in dòng chữ màu đen US Army. Đây là hàng độc chuẩn Mỹ được mua của bọn nhập lậu từ bên Thái Lan về. Thầy ưng ý với bộ trang phục đủ gây ấn tượng. Thay vì đeo con đồng hồ SK mặt lửa, lão đeo chiếc đồng hồ điện tử có bàn phím máy tính màu nhũ bạc. Với bộ trang phục này, cộng thêm hai cánh tay xăm trổ, lão biết mình khỏi cần giới thiệu, vẫn khiến kẻ đối diện cư xử lễ phép. Đó là cái uy của một đại ca lăn lộn nhiều năm trong giới giang hồ. Đại bàng dẫu quy ẩn, vẫn thừa sức xài cánh bay lượn làm chủ bầu trời là thế. Ném chiếc áo may ô ba lỗ ngả màu cháo lòng vào chậu, chút nữa con gái sẽ lo việc giặt. Lão Khán bước ra khỏi nhà để dễ qua đón em dân tộc, người đứng ra làm cầu nối cho buổi gặp mặt. Không phải rung chuông xích lô trước lúc khởi hành, bởi em dân tộc đã dặn lão đi bộ qua khu tập thể. Lão đoán cả hai sẽ lên phố bằng xe máy, dù mọi ngày lão không thích chạy xe máy. Tuy nhiên, do tính chất quan trọng của buổi gặp mặt, lão nhất trí bỏ xích lô ở nhà. Nếu không nhìn hãm tài phải biết. Buổi sáng tiết trời mát mẻ, lão Khán châm lửa hút điếu thuốc cho ấm phổi. Đoạn đường từ con ngõ nhỏ sang khu tập thể đi chưa tới 15 phút. Sau khi dùng bữa sáng, đi gặp đối tác là vừa đẹp. Vừa nhìn thấy lão Khán xuất hiện trước cửa nhà, Lò Thị Hợp không thốt được nên lời. Vẫn biết tấm áo không làm nên thầy tu, nhưng bộ quần áo hợp mốt khiến lão tăng vài chân kính trong mắt thị. Mặc cho buổi sáng chưa có gì nhét bụng, thị kéo người tình vào nhà như muốn ăn tươi nuốt sống. Bởi đêm qua sự thiếu vắng của lão khiến thị trằn trọc không sao ngủ được. Trái với sự đam mê đến cuồng nhiệt của đóa hoa ban, lão Khán gỡ tay người tình đang tìm cách cởi quần áo của mình, sau đó liền giải thích. Chuẩn bị làm việc lớn về kiêng giấm mẻ, nếu không lúc đen như chó mực lại kêu tại số. Dẫu thèm đến nhỏ dãi, nhưng thấy người tình nói có lý, Lò Thị Hợp đành nhịn thèm đi xuống dưới nhà ăn sáng. Sau đó tới điểm hẹn uống cà phê bàn công việc. Muốn dành cho người tình đại ca giang hồ sự bất ngờ, Lò Thị Hợp không đợi lão Khán ăn xong, thì thanh toán tiền rồi bước về nhà trông xe ở tầng 1. Khi lão Khán đứng dậy, sau lưng đã có con xe máy Dream lùn mới kính con đợi sẵn. Trao chìa khóa cho người tình, Lò Thị Hợp mỉm cười giải thích ngắn gọn. Do con xe Honda Coupe 81 liên quan nên gã chồng đã chết, vì thế thì quyết định bán đi, coi như ân tình đoạn tuyệt. Con xe máy Dream đắt tiền có giá trị bằng một miếng đất này, thì muốn lão sử dụng để hai người có dịp vi vu. Ngồi trên con xích lô cà tàng, thì thực lòng thấy phát chán. Liếc nhìn tem cửa hàng Cường Ngân dán đuôi xe, lão Khán đoán em dân tộc ôm vàng ra ô chợ dừa mua chiều qua, thậm chí xe còn chưa chạy rốt đa như mọi người hay áp dụng. Chạy con xe Dream bon bon trên đường, lão Khán thấy xe đẹp, làm cho lão không tốn giọt mồ hôi, chưa kể bộ quần áo trên người phù hợp đến ngỡ ngàng. Lúc dừng xe trước quán cà phê ở phố Lương Ngọc Quyến, với thói quen cảnh giác nên lão đưa mắt nhìn xung quanh trước khi bước vào. Tuy nhiên, lão biết con xe máy đắt tiền luôn gây sự chú ý không cần thiết. Không quen thói phô trương nhằm thu hút mọi ánh nhìn, lão thầm nghĩ, đạp xích lô dạo phố và kiểm tra lũ đàn em là thượng sách.
ngồi đợi trong quán có hai người đàn ông. Dù họ mặc áo quần như người Kinh, Ngọc Khanh vẫn nhận ra đây là người dân tộc không sai. Lò Thị Hợp đợi cô bé phục vụ đặt hai cốc cà phê lên bàn và lui về phía sau quầy. Lúc này, thì khẽ giới thiệu với Lão Khán. Hôm nay em giới thiệu với mình làm quen với Mùa A Dinh và Lầu Xá Phỉ. Họ đều là người Hơ Mông và muốn kết nối để làm ăn dài lâu. Khác hẳn về bề ngoài lơ ngơ, lúc bàn đến chi tiết công việc, Lão Khán thấy hai thằng tộc khôn danh mà mãnh có thừa. Chắc vì thế nên bọn này qua mặt được lực lượng công an, biên phòng để cõng hàng từ Lào về Việt Nam. Riêng khoản tính toán đâu ra đấy, lão đoán bọn này học từ người Kinh. Do vậy, nói chưa sõi, nhưng tính đâu ra đó không thiếu một xu lẻ. Bước đầu làm quen và thăm dò nhau, nhưng Lão Khán hài lòng bởi không dính sâu vào việc buôn bán hay phân phối heroin. Bọn này muốn băng nhóm của lão đứng ra bảo kê, còn việc mua bán đã có đám tép riu đảm trách. Uống gần cạn tách cà phê, tiếng bô xe máy nổ phành phạch từ xa vọng lại. Khuôn mặt Lão Khán không biểu lộ cảm xúc. Đợi cho con xe min cáu bẩn dừng ngay trước quán cà phê, lão điềm đạm nói với hai gã người Hơ Mông. Tao sẽ cử một thằng đàn em thân tín lo việc ở đây. Ngộ nhỡ sau này bọn mày cần một cao thủ cõng hàng qua biên giới, thằng đó sẽ gật đầu ngay tấp lực. Đợi Tuấn Sún ngồi xuống bên cạnh, Lão Khán nói nhanh kế hoạch bắt tay hợp tác với hai gã người Hơ Mông. Trong lúc tên đàn em ngẩn người vì kế hoạch mới, lão nhấn mạnh nguồn tiền thu về còn gấp cả trăm lần khoản tiền hồ ở Sới Bạc. Biết Tuấn Sún là kẻ hám tiền và ưa thể hiện, Lão Khán nói rõ việc này chỉ giao cho những người tin cậy và có bản lĩnh. Nếu y làm được, sẽ có mọi thứ trong thời gian ngắn. Không đợi đại ca nói hết, Tuấn Sún gật đầu chấp thuận. Trong suy nghĩ của mình, hễ làm gì có nhiều tiền là y thấy khoái. Chưa kể việc này dù mạo hiểm nhưng có số má trên giang hồ. Bàn bạc xong mọi chi tiết, hai gã người Hơ Mông chủ động rời đi trước. Công việc như thỏa thuận sẽ được thực hiện ngay tuần sau. Khách vừa đi khỏi quán cà phê, Tuấn Sún đã láo táo hỏi ngay. Em không thấy thằng Sửu Quân Việt xuất hiện. Theo đại ca, liệu nó còn xua quân cắn trộm nữa không? Châm lửa rít xong một hơi thuốc, Lão Khán lắc đầu nói ngay. Tao thấy đám giang hồ trong Nam báo ra, thằng Sửu Quân Việt đang khuếch trương thanh thế trong đó. Chắc Hà Nội quá chật, nên nó không có đất dụng võ. Sáng sớm lên sân thượng tưới cây, ông giáo Hoạch tranh thủ hít thở bầu không khí trong lành. Từ ngày khắp nơi xây cất nhà cao tầng, ông cảm thấy ngột ngạt. Thêm vào đó lượng xe máy xuất hiện nhiều đến mức việc tắc đường diễn ra thường xuyên. Ngoài thời gian đi dạy luyện thi, ông giáo quyết định trồng cây trên sân thượng coi như thú vui để tránh xa mọi bon chen. Không có nhiều thời gian để chơi bonsai, ông trồng cây hoa giấy và mấy chục chậu hoa các loại cùng dàn mướp lấy bóng mát. Bấy nhiêu đủ khiến lòng người thư thái khi ngắm những sắc hoa nở quanh năm. Vừa tới cây, ông vừa nhầm tính, nếu không có gì thay đổi, vài năm nữa vợ ông sẽ về nghỉ chế độ, con gái ông đi lấy chồng, lúc đó hai vợ chồng quay về quê ngoại dưới Thường Tín vui thú điển viên. Vẫn biết chuyện yêu đương không cấm cản được, nhưng hàng ngày chứng kiến cảnh con gái ôm eo con trai Lão Khán, trong lòng ông vẫn gợn nỗi không vui. Sở dĩ ông chọn cách về quê vợ sống nốt phần đời còn lại vì có nguyên do. Thà khuất mắt trông coi, còn hơn là phải chứng kiến màn ném mâm bát của đôi trẻ sau này. Các cụ có câu tổng kết, cầu trước bắt đâu, cầu sau bắt đó không sai. Chỉ nhìn hai cánh tay xăm trổ của Lão Khán, thành quả của mấy lần vào tù ra tội, rồi đến con trai lão đi tù một lần, nhưng hình xăm nhiều không kém, là ông đủ hiểu cha nào con nấy, chả trông mong gì. Do hứa với vợ không ngăn cản nên ông giáo đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Sự vắng mặt của Lão Khán trong những tối uống trà, ông lờ mờ đoán liên quan đến chuyện yêu đương của bọn trẻ. Khác với suy nghĩ của ông, bà vợ thích con gái lấy chồng gần để còn chạy qua chạy lại. Nhưng ông biết thời nay khác xưa, còn đâu cảnh bưng bát canh cần đem sang nữa. Sống gần quá chỉ chuốc lấy phiền não trong lòng. Khéo niềm vui ngắn chẳng tày gang, lúc đó phòng có sung sướng, an nhàn nỗi gì. Nghe tiếng vợ gọi dưới nhà, ông giáo Hoạch thu dọn rồi xuống ăn sáng, bởi đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày. Nhà ông có đủ mặt các thành viên thay vì bữa tối. Trong suy nghĩ của mình, nếu không chuyển về Thường Tín sinh sống, có thể ông dựng một tròi lá trên này ngồi đọc sách uống trà, bởi vì nhà vệ sinh công cộng dạo này không còn mấy người sử dụng. Mùi hôi của nó không theo gió bay về đây nữa. Hôm trước đi ngang qua hàng nước, tình cờ ông nghe đám cò đất kháo nhau, khi thành phố cho mở đường xã đàn,
đất nơi này sẽ tăng giá chóng mặt. Do vậy ai muốn đầu cơ, hãy chịu khó nuôi vài con đề, rồi gom tiền ôm vài mảnh. Thấy ba bát bún măng bốc khói nghi ngút, ông giáo Hoạch mỉm cười hài lòng. Đây là thành quả dậy từ 5 giờ sáng luộc con vịt của cô con gái. Nói một cách công bằng, ngoài những mặt trái của tình yêu, ông thấy mặt tích cực vượt xa mong đợi. Nó khiến con gái ông biết chăm lo và vun vén cho gia đình. Giá kể yêu được người tử tế, lúc đó hạnh phúc sẽ bền hơn. Tuy bún măng đã nguội, vẫn không thấy con gái đụng đũa. Ông giáo Hoạch đoán nhanh, khéo chút nữa cậu Khương ghé qua ăn sáng cùng. Thật ra điều đó không có gì khúc mắc, bởi cậu ta chính là động lực để con gái ông chăm chỉ. Buổi sáng trời chưa nắng gắt, từ nhà sang khu tập thể Kim Liên không quá xa. Do vậy tầm 9 giờ sáng Thắm bắt đầu đi làm, vì thế bữa sáng đều do cô đảm trách. Bữa trưa Thắm không ăn ở nhà. Khác với nhiều gia đình sum họp vào bữa tối, do bận bán hàng đến khuya, nên bữa tối nhiều lúc Thắm ăn luôn tại quán. Tính ra còn bữa sáng là thời điểm cả nhà đông đủ. Chuẩn bị dọn bát đũa xuống bếp, vừa nghe thấy tiếng xe Honda 67 quen thuộc chạy từ cuối ngõ dừng ngay trước cửa nhà, sau đó là tiếng còi xe báo hiệu. Thắm vội nói nhanh, thôi, mẹ dọn giúp, đến giờ con phải đi rồi. Ông giáo Hoạch pha ấm trà ngồi thành thơi đọc sách. Do dạy luyện thi lúc 17 giờ đến khuya, nên cả sáng ông được làm mọi việc theo ý mình. Chưa kể thu nhập còn cao gấp nhiều lần khi làm ông giáo làng. Trải qua nhiều gian khó vì đấu tranh chống tiêu cực, ông thấm thía sự đớn hèn lúc không một xu dính túi. Cả nhà hết gạo, phải mối mặt vác giá đi vay để có nồi cơm dưới nước mắm. Dù mọi thứ đã lùi vào quá khứ, nhưng nó là bài học để ông hiểu. Không phải lúc nào trong cuộc sống 1+1=2. Những kiến thức toán học ông truyền dạy trên lớp, nó khác xa thực tế bên ngoài. Ai thích nghi được sẽ thấu hiểu. Ngắm nhìn con xe Honda Coupe 81, thành quả có được từ thu nhập đi dạy thêm, nó như lời cảm ơn ông dành cho người vợ đã đồng cam cộng khổ không lời oán trách. Khi mua lại con xe Honda từ cô Hợp, ông tự hào vì giúp vợ mình có phương tiện đi lại nhanh hơn. Vẫn biết giàu chưa đến lượt, nhưng nghèo đã ở sau lưng. Rót chén trà cho vợ, ông giáo Hoạch trầm ngâm nói. Hai đứa dính nhau như Sam, nên cả làng đều biết. Ra kể ông Khán sang nhà mình có đôi lời thì hợp nhẽ. Em có nhắc khéo con gái rồi, để người lớn nói chuyện với nhau sẽ hay hơn. Tôi sợ nhất khôn 3 năm dài 1 giờ, chẳng may ấy bụng ra thì đẹp mặt. Chồng sống với nhau hơn 20 năm, bà giáo Vân hiểu chồng mình quen sống theo nguyên tắc đến khô cứng. Có lẽ do ảnh hưởng từ việc dạy toán. Tuy nhiên, bà giáo nghĩ theo hướng tích cực. Đúng là khi yêu, con gái bà trở nên đầm tính hơn, biết vun vén cho gia đình và quan tâm đến mọi người. Điều này không ai dạy dỗ được. Thời gian trôi nhanh, từ cô giáo Vân như mọi người hay gọi, giờ thành bà giáo Vân, đúng quy luật của tạo hóa. Có những học sinh lớp bà làm chủ nhiệm năm xưa, giờ họ tốt nghiệp trường sư phạm, lại quay về làm đồng nghiệp. Biết mình còn vài năm đứng lớp rồi sẽ về nghỉ chế độ, mong con gái sớm yên bề gia thất. Đến lúc đó bà rảnh rỗi sẽ quay sang chăm cháu ngoại như cái nợ đồng lần vậy. Về nỗi lo ăn cơm trước kẻng của con gái, bà giáo biết dư luận hiện nay không còn khắt khe như trước. Con bà không làm cán bộ viên chức nên thể tất được, nhưng tổ chức đám cưới sớm sẽ hay hơn mọi bề. Trà nước hai đượm hơn, bà giáo rót vào chén cho chồng rồi nhẹ nhàng nói. Khi duyên đến muộn, buông không được, còn chưa tới thì ép đâm hỏng. Vợ chồng mình mong nay hai đứa tự bàn bạc cùng nhau, rồi báo cáo lại. Về phần bác Khán chắc không ngại gì. Dắt xe máy ra ngoài sân cho vợ đến trường, ông giáo Hoạch ngồi suy tư bên ấm trà. Tuy dạy toán nhưng ông ham đọc sách thời xưa, không dám nhận mình thanh cao. Nhưng việc kết tình thông gia với nhà lão Khán, quả thật là việc ông chưa từng ngờ tới. Nghĩ đến cảnh ông thông gia xăm trổ đầy mình, gã con rể cũng đầy mình xăm trổ, ông giáo Hoạch chỉ biết thở dài. Vẫn biết con gái mình bỏ nhà đi bụi là hư hỏng, nhưng làm cha mẹ, ai nỡ thấy con làm vợ một kẻ có quá khứ không lấy gì làm tốt đẹp. Chưa kể bà mẹ chồng tương lai còn đang thụ án tù về tội giết người. Chỉ bấy nhiêu thôi, đủ khiến người khác phát hãi hùng. Trời bắt đầu oi nóng, ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài, thấy nắng chói chang. Ông giáo Hoạch bật quạt, sau đó cầm cuốn sách ngồi gần cửa sổ nhằm tận dụng ánh sáng trời để đọc. Thông thường ông đọc sách đến tầm 11 giờ trưa sẽ nấu bữa trưa. Khi mọi thứ tinh tươm, vừa lúc vợ ông đi dạy học về. Do hôm nay vẫn còn đĩa bún cùng nồi sáo măng nên ông nhàn hơn mọi ngày.
Thay vì đọc cuốn sách mỏng, ông chọn cuốn tiểu thuyết dày cỡ vài trăm trang để đắm mình theo những cung bậc cảm xúc của từng nhân vật. Gần trưa, do mải mê đọc sách, ông Giáo Hoạch không nghe thấy tiếng gõ cửa. Đến lúc thấy gương mặt Lão Khán chắn ngay ánh sáng tự nhiên ngoài cửa sổ, ông vội chạy ra mở cửa mời khách vào. Đưa tay ngăn ông Giáo Hoạch pha trà, Lão Khán nói thẳng tưng, không chút vòng vo. Dạo trước tôi đã hứa sẽ ngăn thằng Khương qua lại với con bé Thắm. Khổ nỗi con gái ông lăn vào nó như bi, khiến thằng rời đánh không sao nhồng được. Thôi thì mong ông bà bên này tác thành cho chúng nó, nhược bằng không được, tôi cũng chịu. Ông Giáo Hoạch rót cốc nước lọc đặt trước mặt Lão Khán. Vẫn biết rồi đến lúc nào đó bên nhà trai sẽ qua thư chuyện tử tế, nhưng kiểu nói vo vẫn khiến ông bật ngửa. Hôn nhân đại sự là chuyện trăm năm, trước khi bàn việc còn trải qua mấy bước mang tính thủ tục. Nhưng Lão Khán nói như kiểu mấy người hay ngồi hàng nước phán xem chiều nay đề sẽ về bao nhiêu vậy. Ngẫm thấy dù sao nhà họ đã mở lời, nếu mình phản đối đâm lại dở, khéo con bé Thắm chả buồn nhìn mặt bố mẹ vì giận. Ông Giáo Hoạch ôn tồn nói, nhà tôi không câu nệ hình thức, miễn là hai đứa ở bên nhau thấy hạnh phúc là được. Được lời như cởi tấm lòng, Lão Khán nở nụ cười mãn nguyện. Như vậy nỗi áy náy bao năm vì không góp phần nuôi dạy thằng con rời đánh được giải tỏa. Bằng việc sang nhà ông Giáo Hoạch thư chuyện, Lão coi như gánh một phần trách nhiệm vì con. Bỏ qua mọi sự khách sáo không cần thiết, mặc cho ông Giáo Hoạch từ chối, Lão nhất quyết mời ông thông gia tương lai ra đầu làng làm vài bia cho mát. Ngồi thưởng trà bao năm, đây là lần đầu tiên hai người hàng xóm trong con ngõ nhỏ đi uống bia cùng nhau. Có lẽ đám cưới của đôi trẻ trong nay mai sẽ biến mảnh đất dữ thành đất lành như mong ước. Để giải tỏa những lo lắng của ông Giáo, sau khi chạm cốc, Lão Khán hứa nếu sau này thằng Khương giờ tối vũ phu đánh vợ, Lão sẽ đập cho thằng con rời đánh ra bã. Chuyện vui chưa bàn, đã nghe giả sử chuyện không vui. Ngụm bia trong họng ông Giáo như chát xít lại. Hóa ra dù xuất thân hay hoàn cảnh khác nhau, nhưng bậc làm cha làm mẹ đều giống nhau khi nhìn về tương lai. Cơn mưa rào bất chợt khiến nhiều nhà không kịp cất quần áo đang phơi, bởi vì trời đang nắng chang chang. Bất ngờ mây đen kéo tới sầm sập, kèm theo hơi nước và gió lạnh. Ngay sau đó mưa như thác đổ. Buổi trưa, do vui quá nên Lão Khán nốc bốn vại bia, bỏ không ăn trưa, Lão về nhà đánh một giấc say sưa. Nếu không có cơn mưa bất chợt, chắc Lão ngủ một mạch đến khi con gái gọi ăn tối. Vén mảnh ngó ra ngoài thấy mưa trắng trời trắng đất, nước mưa từ trên cao trút xuống, từ dưới cống đùn lên khiến con ngõ nhỏ bắt đầu ngập. Bởi đây là vùng đất trũng, nhờ vậy Lão biết thêm kinh nghiệm. Sau này đi mua nhà hay mua đất, chọn đúng ngày mưa to sẽ biết nơi đó hệ thống tiêu thoát có ổn không. Sau lần tôn cao nền khi sửa nhà, Lão không phải lo việc be bờ tát nước. Tuy thế trận mưa khiến Lão phải ngồi bó gối đợi tạnh. Đi ra đường vào thời điểm này khéo dính lưỡi tẩm sét. Ngắn cơn mưa trước cửa nhà, Lão Khán nhớ lại hồi trước hay đi bắt cá rô rạch trên mặt đường. Thậm chí mấy anh em Lão nửa đêm còn đốt lốp đi úp nơm khi đường làng ngõ xóm bị ngập, khiến cá trong các ao hồ theo con nước bơi ra ngoài. Sinh ra trong gia đình đông con, lại nghèo, sau này anh em Lão đều phải ra đời bươn trải từ rất sớm. Khi những đứa cùng trăng lứa còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Hiện nay, dù cuộc sống dư giả tiền bạc, nhưng thẳm sâu trong suy nghĩ của mình, Lão biết tất cả chỉ là phù du, đến một lúc nào đó chỉ còn là cát bụi. Vốn biết thằng con rời đánh hữu dũng vô mưu, do vậy đã âm thầm gom góp tiền vàng để mua mảnh đất rộng rãi, sau này con gái Lão không phải sống mãi nơi đây. Ngẫm thấy cuộc đời mình không làm được việc gì tốt đẹp, vì thế Lão đợi con gái ra trường, đi dạy học, khi đó Lão sẽ chuyển sang nhà mới. Sống ở đâu trong thành phố đều ổn, miễn không ai biết việc vợ Lão đang trong tù, như vậy con gái Lão đỡ bị ảnh hưởng. Với ngôi nhà này, Lão muốn vợ chồng thằng con rời đánh tiếp tục sinh sống. Tính là vậy, nhưng Lão chưa vội bàn với các con. Việc đâu rồi sẽ vào đấy nếu có tiền trong tay. Chia tay ngôi nhà này, đó là cách Lão buông bỏ quá khứ không lấy gì làm tốt đẹp. Bởi số vàng có được để mua mảnh đất, dù sống để bụng chết mang theo, nhưng Lão thừa hiểu đó là vàng được tắm bằng máu. Không giả dích đến tối, cơn mưa rào nhanh đến rồi nhanh tạnh. Lúc đám mây đen tan đi, bầu trời quang đãng trở lại và xuất hiện cầu vồng bảy sắc. Đợi nước rút gần hết, Lão Khán dắt xe Dream ra khỏi nhà, bắt đầu lượn phố. Con xích lô cả thang khóa trước cửa như để làm cảnh.
bà con trong con ngõ nhỏ vốn không hay tọc mạch vào chuyện nhà người khác. Dân làng ở bên ngoài đều thế. Việc lão cưỡi con xe máy đắt tiền thay vì đạp xích lô, mọi người đều tin chắc lão trúng đề với số tiền cực lớn. Đó là lời giải thích dễ hiểu và được nhiều người chấp nhận. Không chọn phố lớn, nhà to, ồn ào tấp nập, lão Khán rẽ vào quán cà phê nhỏ trên con phố Nguyễn Gia Thiều ngồi đợi. Vốn chỉ thích uống bia, nhưng vào quán không nhẽ gọi ấm trà mạn, lão gọi tách nâu nóng, chậm rãi thưởng thức với vẻ nhàn nhã. Tiếng người ca sĩ hát những bài nhạc vàng phát ra từ chiếc đài cassette khiến lão Khán thấy quen thuộc. Bởi ở nhà con gái lão hay bật băng nhạc này, thậm chí Mù Văn Hóa, nhưng lão vẫn biết đó là băng Sơn Ca 7. Nhàn nhã thưởng thức âm nhạc và uống gần hết tách cà phê. Bất ngờ con xe Min do Tuấn Xuân điều khiển lướt nhẹ, đỗ ngay cửa quán. Không còn tiếng bô nổ phành phạch như xe công nông, khiến cả phố nghe thấy. Con xe cáu bẩn dạo nào đã được sơn màu xanh thẫm và chạy đầm hơn trước. Giải thích cho sự thay ra đổi thịt này, Tuấn Xuân khoe, y thuê thợ cạo đi sơn lại màu xe, sau đó bổ máy thay gioăng phớt cho đỡ chảy dầu và đi lại mớ dây điện, còi đèn. Điều quan trọng là thay bô xe mới cho đỡ ồn ào. Chỉ tay vào con xe Min hầm hố, y tự hào khoe. Em bỏ ra 3 triệu, vậy là được con xe ngon trét. Việc theo sát mấy thằng tộc đến đâu rồi? Đừng nói là mày bị bọn đó qua mặt nha. Biết không gì có mắt được đại ca, Tuấn Xuân đành nói thật mọi chuyện. Hóa ra hai gã người hâm mông khôn lõi đời, bọn này xứng danh với câu thổ mộ kinh do đại ca hay nói. Sở dĩ chúng nó cần bảo kê, không phải vì lạ nước lạ cái, bọn đó thông thuộc mọi nơi còn hơn ma gió. Tuy nhiên, vì hiểu rõ câu hồ xuống đồng bằng bị chó khinh, nên chúng cần có sự giúp sức của một băng nhóm nhằm tránh xảy ra va chạm, nếu không cháy nhà sẽ ra mặt chuột. Cầm tờ giấy do Tuấn Xuân ghi chép, lão Khán đọc lướt qua rồi phác thảo nhanh kế hoạch trong đầu. Nếu bọn tộc trên rừng bày bán được tại Hà Nội, chứng tỏ hệ thống chân rết khá nhiều, không có tham vọng dính vào buôn ma túy, bởi đó là con đường ngắn nhất để dẫn tới trường bắn cầu Nga. Tuy nhiên, trước lợi nhuận khủng từ những chuyến heroin âm thầm chảy về xuôi, lão Khán muốn nẫng tay trên của bọn tộc kiểu một lô hàng xem sao. Đây là kiểu năm ăn, năm thua. Mấy năm trước, hay ngồi uống trà, lão nghe câu được câu mất của ông giáo Hoạch về những kế sách của bọn quân tử tàu. Dù không nhớ chuẩn xác mọi thứ, nhưng lão thích chiêu di họa sang đông để áp dụng với thằng Tuấn Xuân. Vẫn biết bọn buôn ma túy có máu liều gấp nhiều lần lưu manh xó làng, nhưng lão muốn thằng đàn em tổ chức cướp hàng một phen, khỏi nhặt mấy đồng tiền còm được trả công bảo kê. Nếu cướp hàng thành công, tự dưng có thêm một đống tiền, lại không nhọc công phân phối. Tuy nhiên, nếu thất bại, cái giá phải trả là mạng sống của kẻ dám bút dâu hùm. Lão biết, kể cả khi cướp hàng thành công, Tuấn Xuân sẽ tự ký vào án tử hình của chính mình, bởi lũ sát thủ từ bên Lào hoặc trong Sài Gòn sẽ được các ông trùm cử ra truy cùng diệt tận. Đó là luật bất thành văn. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, lão Khán nói nhỏ đủ cho hai người nghe. Mày nhớ ghi chép đầy đủ lịch trình của mấy thằng tộc, đặc biệt là những đầu mối lấy buôn hàng của bọn đó. Tạm như vậy đó. Đại ca, chẳng nhẽ tính úp sọt mấy thằng tộc? Không trả lời tên đàn em, lão Khán thanh toán tiền rồi rời đi, nhưng không quên nhắc Tuấn Xuân chọn thêm hai thằng bản lĩnh để chuẩn bị hành động khi có lệnh. Sở dĩ lão không nói rõ, bởi thông tin nửa hư nửa thực khiến tên đàn em muốn phản thùng không được, muốn làm chim lợn không xong. Tạm thời, lão bài binh bố trận vòng ngoài, sau đó đến lúc cần ra tay, lão là người cầm trịch cuộc chơi. Nó giống như nhà cái trên chiếu bạc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 13 của Đất Dữ. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 14. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.